Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 21 tháng 6 của Dusan Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những tin chính sau đây. Hiến tặng 10.000ml máu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đào tạo công nghệ hàng cơ bản cho công nhân viên. Hương Ngọc Quý giành chức vô địch giải cầu lông nội bộ lần thứ 8. Sau đây là nội dung chi tiết. Với phương châm một giọt máu đào gửi trao hy vọng, sáng ngày 16 tháng 6, 40 tình nguyện viên Dusan Vina đã có mặt tại khoa huyết học Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để thực hiện chương trình hiến máu nhân đạo lần thứ 7. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên phạm vi cả nước nói chung đã có những bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân. Với tấm lòng nhân ái, chia sẻ, giúp đỡ vì cuộc sống của người bệnh và sức khỏe của cộng đồng, những năm gần đây, người lao động Dusan Vina luôn nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào hiến máu tình nguyện hàng năm. Trong lần thứ 7 này, các thành viên đã hiến tặng 10.000ml, nâng tổng số lượng máu được hiến tặng lên 70.500ml. Tính từ năm 2013 đến nay, chương trình đã thu hút 272 tình nguyện viên của công ty tham gia. Đây cũng là lần thứ 10 mình hiến máu tình nguyện. Thì trong những năm mà công ty tổ chức từ trước đến nay và sau này thì mỗi lần công ty gửi thông tin thì mình đều đăng ký hiến máu. Và trong những năm tiếp theo thì mình sẽ hiến máu đều đặn. Trong số các tình nguyện viên tham gia lần này có anh Trần Phi Hùng Boiler đã tham gia hiến máu lần thứ 14 và phần lớn là lần thứ 2 trở lên. Tất cả đều rất tự hào khi biết rằng những giọt máu của họ sẽ góp phần chia sẻ khó khăn và hơn thế là đem đến sự sống cho một ai đó. Đó có thể là một người hoàn toàn xa lạ và đó cũng có thể là chính những người thân, người bạn bên cạnh mình. Đây là lần thứ 7 mình đi hiến máu và với cái hoạt động hiến máu nhân đạo này thì mình rất là vui và cũng rất mong là công ty có thể tổ chức nhiều hơn, ví dụ như một năm hai lần chẳng hạn, để có thể có nhiều cơ hội hơn cho công nhân viên của công ty mình có thể hiến những giọt máu này để cứu giúp cho những người cần đến ạ. Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đây là một trong những phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội, là một hoạt động đầy ý nghĩa, mang đậm tính văn hóa, nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý, thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Từ đây, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống nhờ những giọt máu nghĩa tình của những con người như những tình nguyện viên Dusan Vina. 53 kỹ sư, quản đốc và tổ trưởng đến từ các đội, khối, nhà máy trong toàn công ty vừa hoàn thành khóa đào tạo về công nghệ hàng cơ bản được tổ chức trong 2 ngày 12 và 13 tháng 6. Hàng được xem là một nghề kỹ thuật phổ biến trong ngành cơ khí, rất đề cao tính chuyên môn và kỹ năng của người làm nghề hàng. Tại Dusan Vina, khối lượng công việc hàng khá phổ biến và nhiều, có thể gặp ở bất cứ công đoạn sản xuất nào. Do khối lượng công việc của hàng lớn nên hàng đã và đang được công ty chú trọng trong việc cập nhật kiến thức, kỹ thuật và công nghệ liên quan đến người lao động, nhằm giúp cho đội ngũ lao động của công ty luôn bắt kịp những thay đổi và công nghệ tiên tiến. Trên tinh thần đó, khóa đào tạo về công nghệ hàng đã được tổ chức dành cho 53 kỹ sư và quản lý cấp trung. Khóa đào tạo do giảng viên nội bộ Nguyễn Tấn Sửu dẫn dắt. Trong thời gian 2 ngày tại Dusan Vina, các học viên đã cùng nhau trải qua 4 nhóm nội dung quan trọng, bao gồm công nghệ hàng, vật liệu hàng, ứng suất, biến dạng nhiệt và xử lý nhiệt. Trong từng nội dung chính, các học viên được chia sẻ cụ thể từng hạng mục nhỏ như nguyên tắc hàng, đặc điểm kỹ thuật hàng, phân loại ứng suất, các nguyên nhân biến dạng, các yếu tố ảnh hưởng, các giải pháp xử lý biến dạng nhiệt, phương pháp xử lý nhiệt trước khi hàng, xử lý nhiệt nắng thẳng và nhiều nội dung khác. Song song với lý thuyết thì chương trình cũng dành nhiều thời gian cho các học viên thực hành trên mô hình để họ có thể nhận diện và ứng dụng kiến thức vào thực tế một cách hiệu quả. Giải vô địch cầu lông nội bộ lần thứ 8 do câu lạc bộ cầu lông tổ chức đã khép lại thành công vào ngày 26 tháng 5 vừa qua và ghi nhận chiến thắng thuyết phục của tay vợt Ưng Ngọc Quý đến từ bộ phận AM. Tham gia mùa giải lần này có 9 cầu thủ của câu lạc bộ cầu lông, trong đó có 2 thành viên nữ tham gia giao lưu. Ở nội dung đơn nam, bảng A có 4 cầu thủ và Ưng Ngọc Quý đã lần lượt hạ Bá Hưng 2-0. Sau đó lại tiếp tục gặp Trung Du khi cầu thủ này đã giành chiến thắng 2-0 trước Văn Bình ở trận đấu trước đó. Vẫn là Ưng Ngọc Quý chơi chủ động, anh liên tục áp đảo và đem về chiến thắng chóng vánh 2-0, trở thành người đầu tiên bước vào chung kết. Tại bảng B, do chỉ có 3 cầu thủ,
nên Tấn Phổ được đặt cách vào vòng tiếp theo và chờ đối thủ tại cuộc đối đầu giữa Phi Hùng và Tấn Sửu. Với kinh nghiệm dày dặn, Tấn Sửu đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng 2-0. Trong trận tiếp theo gặp Tấn Phổ, anh cũng đã chứng minh bản lĩnh vượt trội và tiếp tục giành chiến thắng 2-0, trở thành người thứ hai bước vào chung kết đối đầu với Ưng Ngọc Quý. Bước vào trận chung kết, Tấn Sửu có vẻ đã xuống sức. Anh liên tục bị rơi vào thế phòng thủ trước những cú đập uy lực của Ưng Ngọc Quý. Và set 1 kết thúc với tỷ số 21-15. Sang set 2, Ngọc Quý tiếp tục giữ vững uy lực và chẳng mấy khó khăn khi hạ ngục Tấn Sửu với tỷ số 21-8. Và như vậy, Ưng Ngọc Quý đã xuất sắc lên ngôi vô địch mùa giải lần thứ 8, Tấn Sửu về nhì và Trung Dung về 3. Bước sang nội dung giao lưu đơn nữ, Phạm Nguyện và Kim Nương đã chơi rất gay cấn. Set 1, chiến thắng nghiêng về Kim Nương với tỷ số 21-15. Nhưng set 2 và 3 thì Phạm Nguyện đã vươn lên, lật ngược tình thế và giành chiến thắng 2-1 chung cuộc. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Hard hands only CPR. The first step is to send someone to call 911 or call 911 yourself. Then get directly over the victim. Put the heel of one hand in the center of the chest, then put your other hand on top of the first. Then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. It's important to push, giving 100 to 120 compressions per minute, which is about the same tempo as the song Stayin' Alive. Let's hope you never have to use hands-only CPR. But if you see a teen or adult suddenly collapse, don't be afraid to try it. Remember, call 911, then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. Your actions can help save a life. Bản tin trưa nay của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V9N43. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Isu với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.